Ôi, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình được sống chuồng rồi. Hôm nay mình với lại mấy anh em đi vào chỗ cái trong cái suối này, Cầu Trạch. Này các bạn nhìn này, suối trời mưa nước chảy nó đục ngầu à. Ơi. Đá này, nghe nói ở đây mà có mấy cụ cầu mấy ký trạch, hôm nay mình vào mình kiếm một yến trạch. Mỗi anh em yến. Đây này, đây có anh câu được con trạch gần một ký nhưng mà nó vừa bung lưỡi. Ăn sao nữa? Đấy đâu cần đó. Này, chỗ này khả năng lắm trạch này. Thôi mình săn trạch cho anh Huy ơi. Xuống đi. Mình câu bằng mồi giun nha các bạn nha. Đây con giun này. Lưỡi bé xíu. Lưỡi này ăn nếu mà nó ăn nó là nó nút luôn đấy. Muốn chạch là nó nút luôn đấy. Thôi không nói nhiều nữa, mình vào công chuyện luôn đi nè. Mấy cụ ơi. Đây có con giun ở đâu có tiệm. Con giun đâu? Đây. Đây. Hình như khi nãy là con trạch nó ăn đấy, từ từ ạ. Rồi. Để cho cái đầu nó ngô nghe đấy. Dễ câu lắm. Ui giời ơi. Ui thúc lôi cần luôn à. À. Không. Đây là dính chạch rồi. Đây này các bạn này, chạch này. Nút lưỡi rồi. Đây chạch này các bạn này. Chết rồi. Dạ, nó nút lưỡi rồi, sao rồi? Đâu? Đấy. Cho xem có kìm. Ôi, em lấy kìm đi. Con này thì có bẻ ra con tạch, mình lấy được con ra thôi. Tạch nút kinh lắm. Đúng. Có rồi. Quay à? Đâu? Ôi giời ơi. Ăn biết được đâu, ăn biết được đâu, ăn đâu kéo lên. Biết được đâu. Thì con cá trắng rồi. Đấy, cá trắng rồi. Ngon rồi. Chưa đến giờ, cá ăn thôi. Chưa. Ủa, cái cần của anh ăn sao rồi sao á? Ăn giật. Đấy. Ôi, hai em nhá, hai em nhá. Đây các bạn này. Hai em nhá. Lại nút rồi rồi. Ui, chạch to hơn này. À. Nút lưỡi rồi các bạn ơi. Béo mập. À, dậy ghê quá. Ui dồi ôi, con chạch này. Sướng thế. Đã. Hùng ơi. Thôi, câu đầu cần xem thế nào. Ấy giời ơi, nước mơ rồi. Mẹ con chạch. Anh này ơi. Mưa rồi anh Huy ơi. Hơi mưa rồi các bạn ơi. Chắc rút lui thôi. Về thôi. Chào các bạn nhé. Hôm nay đi câu trạch nhưng mà thất bại rồi. Củ cần nữa này. Mưa rồi. Mưa mẹ ăn rồi. Ôi mưa rồi.
quy cơn mưa. Đây là trời đang mưa là mình đang xả rất thúc rất ác nè. Tất cả chúng ta thật nào. Ôi mưa rồi. Ôi giờ hôm nay một ngày đi ra quân thất bại rồi các bạn ơi. Câu được 2 3 cá trạch nhưng mà mưa mất rồi. Cụ cần về đi anh em ơi. Thôi hẹn các cụ ở như video sau nhá.